Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo tiến sĩ bác sĩ Cao Hồng Phúc, Bệnh viện Quân y 103, giảng viên Học viện Quân y, trong thời điểm bùng phát dịch bệnh COVID-19, hệ miễn dịch là hệ thống duy nhất của cơ thể có vai trò chống lại virus mà không hệ thống nào có thể đảm nhận chức năng này. Lý do là chủng mới của virus corona COVID-19 và nhiều virus khác chỉ được tiêu diệt bởi các kháng thể và tế bào miễn dịch. Hệ miễn dịch khỏe mạnh thì sức đề kháng khỏe mạnh, tốt cơ thể hạn chế sự xâm nhập của virus. Để tăng cường hệ miễn dịch ngoài các biện pháp như là luyện tập thể dục thể thao, truyền kháng thể tại bệnh viện. Biện pháp dinh dưỡng thường là đơn giản, dễ làm và có ý nghĩa tốt để nâng tầm sức khỏe. Trong các nhóm dưỡng chất giá trị, vitamin C có vai trò quan trọng trong miễn dịch chống chọi với COVID-19. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về vai trò của vitamin C trong tăng sức đề kháng cho cơ thể, cũng như cách bổ sung như thế nào là hợp lý. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Vai trò của vitamin C Dịch bệnh COVID-19 do một loại virus gây viêm đường hô hấp cấp tính gây nên, vitamin C là thứ giúp tế bào bạch cầu hạt hoạt động tốt hơn, khiến chúng có thể tăng cường khả năng săn lùng virus trôi nổi trong máu và bắt giữ chúng. Một tế bào khác được vitamin C củng cố sức mạnh là đại thực bào. Đại thực bào sẽ nuốt luôn virus và những tế bào bạch cầu hạt yếu ớt. Những tế bào này là những tế bào nuốt virus vào trong nhưng không tiêu diệt nổi. Để tiêu diệt sạch sẽ virus, không dừng lại ở đó, vitamin C kích thích tăng sản xuất các kháng thể bề mặt, thường trú ngay trên lớp ngoài của hệ hô hấp, làm trung hòa virus, do đó nếu chẳng may có một vài virus theo nước bọt bắn vào, chúng cũng bị trung hòa, mất hoạt tính xâm nhập và không thể xâm nhập được nữa. Tức là vitamin C giúp cơ thể bạn trở nên khó nhiễm COVID-19 hơn và chống trả tốt hơn khi loại mầm bệnh này xâm nhập cơ thể. Ngoài khả năng tăng tổng hợp interferon, một thành phần của cơ thể có thể vô hiệu hóa hoạt động và đặc tính gây bệnh của virus bất kể đó là virus gì. Vitamin C còn có một số ích lợi khác như tăng cường sức bền thành mạch, chống lại bệnh chảy máu, chống oxy hóa, chống lại sự phát triển của khối ung thư, chống lão hóa, tăng cường khả năng tiêu hóa. Bổ sung vitamin C như thế nào cho đúng? cung cấp đủ lượng. Nhu cầu vitamin C của một người trưởng thành là từ 70 mg đến 100 mg mỗi ngày. Trong mùa dịch viêm phổi như hiện nay, chúng ta có thể tăng lượng vitamin C dung nạp lên 200 mg đến 300 mg mỗi ngày, tùy theo lịch làm việc và sinh hoạt cũng như nhu cầu của cơ thể mà mỗi người có thể ăn uống sao cho đủ lượng vitamin C được khuyến nghị. Điều cần lưu ý là với cùng một lượng trái cây thì khi ăn cả trái chỉ bỏ vỏ hạt thì sẽ nhận được nhiều vitamin c hơn so với việc ép lấy nước uống nguyên nhân do khi ép sẽ có một lượng vitamin trong phần bã trái cây bị bỏ đi bảo quản và chế biến đúng cách do đặc tính dễ tan trong nước vitamin c dễ mất đi trong quá trình chế biến và bảo quản cách tốt nhất để hấp thu tối đa vitamin c trong thực phẩm là ăn trái cây tươi rau trộn khi chế biến rau củ nên xào nhanh hoặc trần trong thời gian ngắn tránh đun nấu lâu vì nhiệt độ cao, kéo dài sẽ làm mất vitamin C trong thực phẩm. Khi bảo quản rau trái trong ngăn mát tủ lạnh, cần chú ý bọc ni lông hoặc để trong hộp để trái cây, rau củ luôn tươi vì khi héo sẽ bị mất vitamin C. Bổ sung vitamin C bằng viên uống. Những người bận rộn không có thời gian ăn uống một cách đầy đủ, người làm việc căng thẳng, thức khuya, không tập luyện thể dục thể thao thường xuyên khiến hệ miễn dịch không mạnh có thể sử dụng viên uống vitamin C. Trên thị trường có các loại viên uống vitamin C 100 mg hay 500 mg. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao nên chia nhỏ liều dùng ra trong ngày, chẳng hạn sáng dùng 100 mg đến 200 mg, trưa dùng 100 mg đến 200 mg, kết hợp uống nhiều nước. Nếu uống vitamin C liều cao vào cùng một lúc, cơ thể chỉ sử dụng một lượng ít, lượng vitamin C còn lại sẽ bị thải ra ngoài qua nước tiểu. Tùy theo tình hình sức khỏe của cơ thể mà người sử dụng có thể bổ sung vitamin C trong thời gian 1 đến 2 tuần. Tuy nhiên, không nhất thiết phải sử dụng mỗi ngày. Khi có điều kiện ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, tập luyện thể lực thường xuyên thì không cần dùng thêm vitamin. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai mời quý vị cùng đến với nội dung những mẹo giảm cân thành công trong mùa Covid-19. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.